Và điểm đặc biệt của cái chú robot này là nó được made in Việt Nam bởi một doanh nghiệp Việt Nam 100%. Và ngày hôm nay thì rất nhiều những cái sản phẩm đổi mới sáng tạo như thế này được trưng bày tại sự kiện. Ngoài ra thì các hội thảo diễn đàn cũng được tổ chức xoay quanh chủ đề công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI. Và đây thực sự là một lĩnh vực mà được các tập đoàn, các đối tác quốc tế quan tâm trong suốt thời gian vừa qua. Bằng chứng là nhiều tên tuổi lớn cũng đã tham gia vào sự kiện ngày hôm nay, ví dụ như là Meta, Qualcomm, Nvidia hay là Intel. Họ cũng có chung quan điểm là Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa rất lớn để bước vào bản đồ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thế giới. Và điều chúng ta cần làm là chuẩn bị một nguồn nhân lực thật tốt với nhiều chính sách thông thoáng. Đường dài mới biết ngựa hay. Bán dẫn hay công nghệ cao không phải là câu chuyện của 1 hay 2 năm. Để đi tắt đón đầu và vượt lên trên con đường ấy, điều chúng ta cần làm là chuẩn bị những chú ngựa tốt, tức là những nhân sự tốt. Ngay ngày hôm nay, một chương trình phát triển nhân lực bán dẫn đã được khởi động với sự cam kết mạnh mẽ đến từ nhiều tập đoàn, đối tác. Chúng tôi sẽ cùng với NICU để đem những khóa đào tạo về AI và công nghệ bán dẫn của Qualcomm đến với nhiều trường học của Việt Nam, đến nhiều hơn với các sinh viên, các giáo viên tại Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo nhân lực của NICU. Cái thứ hai, đưa ra những cái chương trình hỗ trợ cho các startup trong ngành công nghệ. Đặc biệt trong ngành bán dẫn, AI cũng vậy. Chúng ta phải cần môi trường thực hành. Tất cả các sinh viên của Hàn Quốc, của Nhật Bản, khi họ thiết kế một năm họ phải được chip tape out ít nhất một con chip để biết như thế nào. Chúng ta đang không có cơ hội như vậy. Nên FPT rất mong muốn cùng các đối tác chung tay cùng đầu tư những cái phòng lab, những cái cơ sở chung để chúng ta có thể có cơ hội cho các em sinh viên có thể thiết kế, có thể tape out sản phẩm của mình. Về phần mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang xây dựng một cuộc cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính với phương châm là tạo điều kiện tối đa và đơn giản hóa hết sức. Cái dự thảo của chúng tôi thì thế này, đối với các doanh nghiệp mà bán dẫn AI hay công nghệ cao mà nằm trong các cái dự án mà chúng tôi đang khuyến khích đây, nếu mà nằm trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất thì không cần phải xin chấp thuận đầu tư và trong 15 ngày là phải cấp chứng nhận đăng ký đầu tư. Đấy, chúng tôi đang thiết kế. Và khi cấp chứng nhận đăng ký đầu tư xong thì có thể triển khai được ngay và không cần phải làm thủ tục về xây dựng, về báo cáo đánh giá tác động môi trường hay về phòng cháy chữa cháy hay về các vấn đề khác. Tháng 9 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại học bang Arizona triển khai chương trình tại Việt Nam với mục tiêu đào tạo hơn 4.000 kỹ sư đóng gói, kiểm thử vi mạch từ nay đến hết năm 2025. Đồng thời, Việt Nam cũng đang tích cực hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Đài Loan, Trung Quốc để cùng đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao.